Rồi Vũ ơi, mấy chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hiện tại mình đang có mặt ở này là Tân, không biết Tân Bình hay là Tân Lập của Tân Biên nha. Mình đang ở chỗ cây xăng Quỳnh Như ở dưới công ty Goldmart. Hôm nay giao lên một chiếc 892 892 nha, và có dàn xới nữa nha. Để mình đổi camera lên nha. Đây là chiếc 892 cầu chữ U nha, cầu ngang, không cầu chữ U, cầu truyền thống á, chứ không phải cầu ngang nha. Đây. Nằm ngay lỗ xe. Đây là hướng về cửa khẩu Sa Mát nè. Còn đây là hướng đó là về huyện Tân Biên. Đây thì cái dàn xới này, bán dàn xới này kèm theo nha. Thì cái trong tháng 8 á, thì cái chính sách nó thật là khác, còn cái tháng 9 là chính sách khác nha, nên cái đó là mình không rành nha. Để cái đó anh em nào có quan tâm á, thì cứ alo cho anh Năm ha. Còn cái dàn xới này thì anh Năm nói là bán đi kèm theo máy cày. Thì cái vùng đất mình mà cảm thấy mà không hợp á, không hợp thì có thể là trả lại được nha. Rồi bây giờ là qua phải không? Giờ qua đầu xuống xe nha. Đường này xe đông dữ dằn lắm. Đừng nó chạy vô trong xuống luôn nha. Xuống ngoài đây chạy vô trong đó ta. Sẽ chạy vô trong xuống luôn quá. Chạy trong xuống luôn đây. À, chạy trong xuống luôn. Vậy là mình phải chạy xe máy mình lại. Rồi giờ lên bên lên. Xe này là xe chiên ha, chiên chở. Làm lẹ quá mấy không kịp ạ. Ủa cái phiên bản này có máy lạnh hay là không? Không có máy lạnh. À không máy lạnh nè. Phiên bản này không có máy lạnh hả các bạn? Hiện nay không có điều hòa nhỉ. À. Đây cầu truyền thống nè. Ở trước là 8 tạ luôn ha. Thì bữa mình xuống công ty mình có quay cho các bạn xem rồi đó. Dạ, chẳng qua hôm nay là giao về đây ha, giao đây lên quay cho các bạn xem. Đó. Dạ, trước có nó là 13 ha, 13620. Ở sau là 16.9 ha, 16938. 16938 nha. Chứ không phải là 18434. Cái vỏ nó vỏ lớn á. Để lớn không nhỏ. Thì dàn xới này là dàn xới của Ấn Độ hả anh Năm? Dạ dàn xới này dàn xới Ấn Độ anh Vũ. Cái này 2 mét mấy anh Năm? Này 2 mét rưỡi phụ bì. À. Lọc lồng 2 mét 3. Phụ bì 2 mét rưỡi, lọc lồng 2 mét 3. À, hộp sao đôi. Này là dàn này là chiên xới đất khô á. Dạ, chiên xới đất khô. Trong quá trình mình vận chuyển từ dưới công ty lên đây thì cái dàn xới nó bị ấu gà giặt á, nó bị lệch nghe qua bên nè, nên nó là nó bị sứt cây kiếm ra. Bây giờ mình sẽ nâng lấy cái dàn xới lên rồi xong đó mình sẽ gắn cây kiếm lại nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện tại thì chiếc 892 892 này thì giá hiện tại là như tại công ty là nó là 625 triệu không có điều hòa ha các bạn. Đấy. Này là cabin không có điều hòa nha. 625 triệu. Đi theo dần nó đâu đây để khi đi qua không á. Ở sau này thì nó có hai cổng ha, hai cổng thủy lực. Bên đây là chu điện. Chu điện bên đây ha. Trọng lượng là 4 tấn 3 50 kg. Trọng lượng tới 4 tấn 3 50 kg đó nha. Rồi bây giờ ghe xuống nha. Rồi ok. Bảo tới luôn rồi. Rồi xong ha. Đây là ông chủ nè. Ông chủ cây xăng luôn ha, ông chủ cây xăng. Đó, biệt thự. Nhà xe quá trời xe luôn. Mấy chiếc xe tải, mấy chiếc ca mát. Mấy chiếc máy cài. Quá trời nhà xe. Rồi, mình quay cho các bạn xem sơ xung quanh chiếc xe cái nữa nha. Đây là 892 ha, 892 cabin không có điều hòa. À, cầu treo, cầu treo truyền thống ha. Gió sau nó là 16.9318 lận. Gió lớn ha. Còn anh em thì hay xài cái 18.434. Rồi giờ gắn cái bảo móc đó lại nữa là xong ha. Ở sau hai cổng ha các bạn, ở sau hai cổng, bên đây hai cổng, bên phía bên kia hai cổng ha, bên kia hai cổng. Rồi bây giờ xe chở đi về ha, về trước ha, xe của công ty nha.
Công ty này công ty mình thuê thuê chở. Công ty mình thuê chở ha. Rồi trước của nó là 13.620 ha. Cầu bọng trên nó. Coi như xe mới thì không có gì quay để quay thôi. Đây, ông chủ mở ra coi phía bên trong ha. Đây. Mở ra cho nó thoáng. Rất là dễ thay luôn. Lượt nó nằm mà chút xuống ha. Tạ này tạ 45kg nha. 8 tạ. Rồi cánh bên đây nó tháo luôn rồi ha. Đây heo của nó nè. Heo 892 ha. Heo này kêu heo đuôi gió vậy nè. Còn 892 lên cho mấy chiếc 820 cũng mạnh mạnh vậy đó. Này là nhớt này ở lọ nước này nước 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 lau kiến nước 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 lau kiến ha. À, bên đây có hai cổng nè. Đó, cụ đề nó nằm đây ha. Rồi bây thải dầu em xong xong chiếc xe xong rồi bây giờ quay phụ tùng hết rồi. Phụ tùng chống bao nè. Xuống mất cái lục dốc nương đây. Thì cũng là thay lục mất lục. Cái này là tầng nhất của dạ, cái này là tầng kem. À. Của dạ, cái này bên em mấy cái hàng xe mày cây bên em dạ, đang dạ. Dùng nhiệt bên đây. Sao xài nhớ không đây? Dạ. Cái này nhập nguyên từ Hàn Quốc. Vậy là thùng nhớt là thùng nhớt mình tặng theo xe luôn không? Ừ đúng rồi. Đây, cái này tầng kem theo mấy cây. Đây nó có hai cái ơi, cái hộp nó hơi cái hộp nó bị chút xuống. Nó cái nhông gì vậy? Hai đuôi sới. Hai cú sới, không cái cú sới. Cái răng hai cái cú sới này cài sầu răng cài loại này hình như là 21 này, một cài trên kia thì 8 răng, cài trên xe nè. Mình dùng loại nào thì mình gặp nó cài đó. Thường thì nha, thường thì mình sẽ dùng cài sầu răng này nè. Đó thì gắn vào thôi. Dạ. Cái này ba cái lốc động cơ nha, một cái nè. Hai cái nè. Cái gì hơi ba cái. Hai cái nè. Dây hơi nè, ba cái nè. Cái gì dây hơi? Dạ, dây hơi thì bơm hơi một à. Dây hơi ba cái lốc động cơ nè. Hai cái lốc này, hai cái loại lốc nhiên liệu nè. Nó hợp điện cái gì? Dạ không, cái này chắc không. Cần công nghiệp phụ tùng cơ bản thôi. Không muốn đợi gì đâu. Họ để dành giấy tờ bỏ cái thuốc vô à. Dạ không, cái này là mấy cái cổng cái cổng chơ thủy lực cái đó, kịp nối nhánh của cổng chơ thủy lực nhanh. Cái này để mình gắn vào một rồi bắt đầu mình in vào ngay cái đầu cái gì? Dạ cái đầu ngoài á, đầu ngoài á. Đầu ngoài á. Cái này gọi là cái đực, cái kia cái cái. Đúng đúng mấy cái được mấy cái. Dạ. Sáu cái. Sáu cái à. Sáu cái. Đó. Đây đúng là sao hai cái với hai bên hai cái là sáu cái đủ rồi đó. Đây là mấy con tắc kê sơ cua. Hai con phía trước, hai con phía sau. Tắc con à. Tắc kê dạ. Vậy cua loa. Mua xe có vỏ sơ cua hay không? Cái này có tặng cái búa đó hả? Dạ, búa nè, kim nè. Tôi biết lúc thì có lúc thì không, cái này lúc có lúc không. Cái lê không có gì hả? Dạ, không có. Cái này là cái ống hơi. Rồi xong rồi đó. Hơi bơm. Dạ. Cái lưới có gì hả? Dạ, mà về cái dàn sới có mặt nặng cái cua vô không? Dạ không á nha. Không có mua đây có không? Có không có nhông gì luôn hả? Dạ không ạ. À. Cái đó là trong đội như nó để cái nhóm cổ đinh sành nhóm cái nhóm theo cái cua. Rồi, cái này là phụ tùng theo xe ha các bạn. Còn cái dàn sới. Cái dàn sới này thì giá là trên 50 triệu luôn nha. Nhưng mà cái trong tháng 8 này là anh em nào mua thì chỉ cần đưa 25 triệu là lấy dàn sới ha. Còn còn tháng 9 thì khác nên là mình không có cập nhật giá được ha. Này là khúc lắp.
của dàn sới. Rồi thôi, cái video kết thúc đây các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Thì nói chung công ty giao xe về Tây Ninh thì mình rảnh lúc nào mình đi quay lúc đó cho các bạn xem ha. Đó, này là 892. 892 trên này 892 chứ không có chấm nha. Anh chủ là đại gia khu vực Tân Biên ha. Anh sao xe quá trời sao các bạn nè, thấy chưa? Thôi, thiết luôn. Xe nhóc xe luôn. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha.